lấy điều là sự thật. Trích lược từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải lần thứ 10, tập 119. Chúng ta thường hay nghe nói người chết rồi sẽ là quỷ, lục đạo luân hồi. Sao người chết rồi sẽ làm quỷ vậy? Tại vì sao họ không làm người tiếp? Tại vì sao họ không sanh thiên? Tại vì sao cứ phải làm quỷ chứ? Mọi người đều nói như vậy, từ xưa đến nay đã nói như vậy. Bạn suy nghĩ thật kỹ cũng không phải không có đạo lý. Tâm tham liền biến thành ngạ quỷ. Tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Người tâm tham nặng đều đi đến cõi ngạ quỷ. Chúng ta thử nghĩ, người thế gian được mấy người không tham? Tâm tham quả thật chiếm đại đa số. Thế nói người chết rồi đều đi đến cõi ngạ quỷ, lời này là không thể nói không có đạo lý. Tâm tham biến thành ngạ quỷ, nhưng mà đến cõi ngạ quỷ, nghiệp chướng báo chướng hoặc chướng nghiêm trọng rồi. Thọ mạng ở nhân gian rất ngắn, thọ mạng của cõi ngạ quỷ rất dài. Cõi ngạ quỷ một ngày của họ là một tháng của nhân gian chúng ta. Ở trong cõi ngạ quỷ 12 ngày thì nhân gian chúng ta là một năm. Phật ở trên kinh cũng dùng cái cách tính này: một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng. Thọ mạng của quỷ bao lâu vậy? Người đoạn nhất cũng phải sống hơn 1000 tuổi, không thể đi được. Mà mới biết điều đó thật là đáng sợ. Lời của Phật chúng ta phải nên tin. Phật ở trên kinh này nói như sau: Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói lời không dối, lời chẳng khác. Không nên dễ dàng đem lời Phật nói cho là trò đùa. Lời Ngài nói là thật, là sự thật. Từ đó cho thấy đọa vào đường ngạ quỷ muốn ra không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian rất dài, địa ngục càng không nên đi. Và nghiệp nhân địa ngục rất phức tạp. Phật ở trên kinh Lăng Nghiêm đem đường địa ngục nói đặc biệt cặn kẽ. Chúng ta thông thường nói lục đạo, nói ngũ thú. Lăng Nghiêm nói thất thú, nói vô cùng cặn kẽ. Mà thất thú đoạn kinh văn này nói về địa ngục gần như chiếm một nửa. Tại vì sao Phật phải nói cặn kẽ như vậy? Chính là nhắc nhở chúng ta tội nghiệp địa ngục nhất định không được làm. Bởi vì đọa vào địa ngục, một ngày ở trong địa ngục, nói cách nói đó có rất nhiều loại. Chúng ta nói một cái đơn giản nhất, ngắn nhất. Hơn 2700 năm nhân gian chúng ta là một ngày của địa ngục. Đất nước chúng ta ở trên thế giới này mệnh danh là nước văn minh cổ, có lịch sử 5000 năm. Ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày mà thọ mạng của địa ngục, người đoạn mạng là 1000 tuổi, người mạng dài là vạn vạn tuổi. Thật khủng khiếp, quá khủng khiếp, vô cùng đáng sợ. Cho nên ác nghiệp, chúng ta biết cái sự thật này nên không dám làm, quyết định không được làm. Trích lục từ bài giảng kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 140. Sát sanh cúng tế khi người thân chết chính là hại người đáng. Vì sao vậy? Vì việc sát hại cho đến tế lễ đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho sâu nặng hơn thôi. Chúng ta dứt khoát không thể coi thường đoạn khai thị này, phải ghi nhớ kỹ càng. Vì việc này chúng ta thường gặp, nhất định phải giảng rõ ràng, nói rành rẽ, làm cho họ giác ngộ. Cúng tế quỷ thần chân thật chẳng có giúp ích mảy may gì cho người mất. Tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng cho là người mất tạo tội nghiệp. Chúng ta cúng quỷ thần, quỷ thần sẽ tha thứ cho họ, quỷ thần sẽ xá miễn cho họ. Không có đạo lý này. Trong thế gian có thể có một số người tham lam, ăn hối lộ, làm sai phép, chứ trong cõi quỷ thần không có. Sách xưa có câu: thông minh chính trực mới làm thật. Những gì cấu kết nịnh nọt quỷ thần, hy vọng quỷ thần có thể tha thứ, xá miễn là một tâm lý sai lầm. Thực hiện một hành vi phạm tội làm sao có thể được giúp đỡ? Cho nên cách làm này chỉ kết tội duyên mà thôi. Người hiểu đạo lý này thì trong các hôn lễ, đám mà, tiệc vui, ăn mừng trong thế gian, trong những buổi tiệc này tuyệt đối không được sát sanh. Sát sanh chính là như hai câu sau đây: chỉ kết tội duyên, tăng thêm sâu nặng. Kinh này nói rất nhiều, rất tường tận. Làm lễ mừng ngày sanh, chúc thọ bằng hy vọng trường thọ, nhưng lại sát hại những chúng sanh này,
mà có thể được trường thọ hay sao? Con người có cái khổ già, khổ bệnh, lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó đều chẳng chịu nổi. Tại vì sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh. Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế gian cũng không thể tránh khỏi. Lúc người giàu chết đi, tạo ra đủ mọi nghiệp chướng. Chúng tôi đã từng tận mắt nhìn thấy. Lúc người giàu, quý tộc ở thế gian chết đi, tôi phải chịu bệnh khổ trong một thời gian dài. Hiện nay gọi là chứng người già mất trí nhớ. Đến thời kỳ cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự, chẳng nhận ra người nhà, thân thích, mê hoặc điên đảo. Trong những tình trạng như vậy, họ sẽ sanh gì đâu? Đương nhiên sẽ sanh về tam ác đạo.